Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khác sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm xương sa, xương sâm, xương sáo tại nhà. Đây là món ăn vặt ngon mát giúp các bạn giải nhiệt trong những ngày nóng. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ trời thời tiết mà nóng nực nè, các bạn vò xương sâm ăn nha cho nó mát. Thì ở đây là mình có đây là 200g xương sâm, lá xương sâm đó các bạn. Lá xương sâm này các bạn muốn mua thì các bạn ra chợ các bạn mua là có nha. Thường người ta sẽ bán chung với những cái loại rau nấu nước mát á, ví dụ như là má đề để tranh rồi đó các bạn, mía lâu rồi đó ha. Thì đây mình có là 200g. Với 200g này thì các bạn có thể là mình vò với lại khoảng 2 lít nước nếu mà mình thích ăn nó dai ít. Còn nếu mà các bạn muốn ăn nó dai nhiều á thì các bạn vò nó cỡ khoảng 1,5 lít ha, 1,7 lít nước thôi, nó sẽ dai nhiều hơn. Rồi ngoài xương sâm, lá xương sâm ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là xương sáo đen và xương sáo trắng nha, mình ăn kèm cho nó ngon để nó mát hơn. Rồi mỗi một cái gói này nó là 50g nha các bạn ha, 50g. Ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một ít chanh nè, đường phèn, đây là đường phèn ha, hạt chia, nếu mà các bạn không ăn hạt chia thì các bạn dùng hạt é cũng được ha, và một ít dầu ăn. Rồi thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi làm cái xương sâm trước nha, tại vì xương sâm thì làm nó cũng hơi lâu, nó hơi mất thời gian. Cái lá xương sâm này khi mà mình mua về thì mình rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra để mình vò cho nó dễ. Lá sâm này thì cũng có hai loại, cái loại mình đang sử dụng là lá sâm nó không có lông. Lá sâm này là của cô hàng xóm cho mình nè, nên là hôm nay mình mua thêm cái xương sáo đen, xương sáo trắng á mình làm. Ngoài cái lá sâm mà không lông này ra thì còn một cái loại nữa, đó là lá sâm có lông nha các bạn, loại nào cũng được hết. Thông thường khi mà các bạn mua cái lá sâm á thì có thể là người ta sẽ hỏi các bạn là có muốn mua thêm cái nang mực hay không. Nếu mà các bạn dùng thêm cái nang mực để mình vò cái lá sâm này nè thì nó sẽ được lợi hơn. Ví dụ như mình làm 1,8 lít, 2 lít nước thì các bạn có thêm cái nang mực đó vào thì các bạn có thể là vò thêm có khoảng 3 lít nước nha, 2,5 lít hoặc là 3 lít nước, nó nhiều hơn, mình vò được cái lượng sâm nó nhiều hơn, nó đặc hơn. Đây ha, mình sẽ cho hết cái lá xương sâm nó vào trong túi. Nếu mà không có túi này thì các bạn vò bên ngoài cũng được ha, mình có cái túi thì mình vò nó tiện hơn, nó đỡ lẫn phần xác hơn. Túi này là cái túi vắt rau má, vắt nước cốt dừa nha các bạn, có mấy ngàn một túi à, rất là rẻ. Để cái xương sâm mình ăn nó đậm đà, nó ngon hơn, nó không có bị lạc á các bạn, thì các bạn cho mình vào đây nó cỡ khoảng từ 3 cho đến 4 muỗng đường nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vắt vào đây là một miếng chanh nhỏ nhỏ nha các bạn, thêm vào đó là vài giọt dầu ăn xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây. Lượng nước thì mình ban đầu mình đổ nó ít thôi, cỡ khoảng 1 lít nước thôi, còn khoảng 800ml còn lại thì mình sẽ đổ vào sau, tại vì đổ nhiều nước quá thì các bạn sẽ khó vò hơn nha. Rồi bây giờ tiến hành là mình vò nha các bạn, thì mình vò giống như là các bạn giặt đồ vậy đó, nó như thế này ha, mình vò để cho nó nát ra luôn, nó ra hết cái chất nhựa bên trong cái lá xương sâm á thì nó sẽ làm đông. Nó thành thử ra nếu mà ban đầu mình không cắt á các bạn thì vò nó sẽ khó hơn ha, còn mình cắt ra mình vò dễ lắm. Đó cứ như vậy nha các bạn vò đến khi nào mà các bạn thấy nó ra cái phần nhựa màu xanh á thì mình đổ thêm 800ml nước nữa. Đây nè các bạn, khi mà các bạn vò được một lúc rồi đó, khoảng 5 phút, 7 phút đó các bạn, lúc này thì nó ra rất là nhiều cái phần nhựa xanh rồi nè. Thì lúc này các bạn sẽ chế vào đây cho mình là 800ml nước nữa nha. Rồi mình vò thêm cỡ khoảng từ 7 đến 10 phút nữa. Đó thì với 200g lá xương sâm các bạn có thể vò được khoảng 2kg thạch xương sâm. Còn ai mà ăn dai như mình đó thì mình làm nó cỡ khoảng 1,8 lít thôi ha, là vừa. Ở ngoài thị trường bây giờ người ta cũng có bán một cái gói là bột lá sâm nữa, về cái đó làm thì nó sẽ dễ hơn và nó khỏe hơn, nhưng mà ăn thì nó lại không ngon bằng cái kiểu vò tay này. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là do vò tay thấy mệt đó, nên là mình ăn thấy ngon, chứ còn ra nó cũng như nhau à. Cái đó là cái bột lá sâm khô á, người ta phơi khô người ta xay ra thôi. Còn cái này là cái mùi lá tươi đó các bạn, nhớ nha, mình vò mạnh tay nha, vò thêm cho mình có khoảng từ 7 đến 10 phút nữa. Sau khi mà các bạn vắt xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ hớt bột này mình bỏ đi nha. Cái bột này là do mình vắt lâu quá đó các bạn, vắt kỹ quá đó thì nó sẽ ra nhiều bột. Nhưng mà nếu mà cái bột này thì các bạn hớt đi cũng sao, chứ còn nếu mà mình không có cho dầu vào các bạn thì bột nó nhiều hơn nữa mà mình khó vớt nữa nha. Rồi ha, bây giờ mình sẽ để ở trong tủ lạnh để cho nó nhanh đông. Để bên ngoài cũng được các bạn, nhưng mà bỏ vào tủ lạnh thì nó nhanh đông hơn. Mình sẽ để nó cỡ khoảng 2 tiếng, 3 tiếng gì đó cho nó đông lại rồi mình ăn. Rồi bây giờ mình cho vào đây là 700ml nước. Các bạn sẽ bắt cái nồi nước này lên bếp nha, mình nấu cho nó sôi lên. Trong thời gian mà cái nước này nấu sôi thì mình sẽ đi pha cái bột xương sáo nha các bạn. Cái bột xương sáo này thật ra người ta cũng làm từ rễ và thân của một loại cây á, cây xương sáo.
Thì trong cái gói bột xương sáo như thế này thì người ta sẽ cho các bạn một cái gói bột như thế này ha, và cái gói này là gói gói đường nè, nhưng mà mình không sử dụng ha. Đây mình cắt hết gói bột xương sáo mình cho vào đây nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây cỡ khoảng 200ml nước. Các bạn khuấy ha, khuấy cho cái phần bột xương sáo mình nó tan ra hết nha các bạn. Chứ còn nếu mà các bạn không khuấy tan mà các bạn cho nó vào trong nồi nước sôi các bạn nấu luôn á thì nó sẽ bị vón cục lại nha. Phải khuấy tan hết rồi mới được cho nó vào trong nồi xương sáo nấu, cho cái nồi nước sôi nấu. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây á khoảng vài muỗng đường nha các bạn, đường phèn á, cho nó có cái vị nó hơi ngọt ngọt, mình ăn nó ngon hơn. Nhiều bạn hay hỏi mình á, hồi đó giờ không có ăn cái đường phèn, rồi hỏi trong đường phèn nó có chỉ gì nè, ăn có sao không. Thì ra cái chỉ này khi mà người ta nấu đường phèn á, người ta bỏ vào để cho nó kết tinh đường á các bạn, không sao hết ha. Mình vớt cái chỉ đó mình bỏ đi, khuấy cho đường tan hết đi rồi mình cho cái phần bột và xương sáo vào. Thì ví dụ như các bạn muốn ăn xương sáo này mà ăn nó lỏng ha, nó dai nhiều á, nó cứng á, thì các bạn nấu khoảng 1 lít nước hoặc là 1 lít 2 nước cũng được. Còn mình thì mình lại muốn ăn cho nó cứng ha, nó cứng và nó dai á các bạn, nên là mình nấu nó cỡ khoảng 900 thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ để lửa nhỏ nha, mình nấu như là mình nấu rau câu á các bạn. Tầm cỡ khoảng 10 đến 15 phút, tính từ lúc nước sôi nha, lúc nước sôi mình cho đường vào đó thì nấu khoảng từ 10 đến 15 phút. Nhớ là các bạn khuấy á, chứ xương sáo này nó dễ bị cháy lắm. Ban đầu các bạn nấu thì các bạn thấy cái xương sáo mình nó sẽ lục cục, nó lợn cợn, nhưng mà mình nấu một hồi bắt đầu nó sẽ tan ra hết nè các bạn nha. Nhưng mà lúc này chưa được đâu, các bạn phải nấu mà kiểu như là nó dẻo và nó trong giống như là mình nấu rau câu vậy đó thì mới được nha. Chứ còn nếu mà mình nấu giữa chừng như thế này mình đổ ra nó không có đông nha các bạn. Rồi bây giờ mình đổ hết cái phần xương sáo vào đây nha, mình chờ cho nó đông lại. Nói chung là mình nấu tầm có khoảng 15-20 phút là được nha các bạn. Cái này thì mình sẽ để cho nó bên ngoài nha, để bên ngoài cho nó nguội một chút đi rồi mình hãy cho nó vào trong tủ lạnh. Nó vậy vì bây giờ nó còn rất là nóng á. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần xương sáo trắng nha. Trong cái bột xương sáo trắng thì người ta cũng cho mình là một cái bịch đường cát trắng nha các bạn. Và hạt é, đây là hạt é nè. Thì hạt é này nếu mà mình ăn á thì mình ngâm nước, còn không thì các bạn dùng hạt chia cũng được, nói chung dùng cái nào cũng được hết. Rồi bây giờ mình cắt cái gói xương sáo ra mình cho vào. Thì cái gói xương sáo này nếu mà mình ăn mà nó dai đó các bạn thì mình nấu nó cỡ khoảng 900g 900ml nước. Còn nếu mà mình ăn nó mềm thì mình nấu cỡ khoảng 1 lít 1, 1 lít 2 nha, nó tùy các bạn, 50g. Đây mình đổ vào đây nó cỡ khoảng 1 lít nước đi. Rồi ok ha, mình sẽ bắt lên bếp. Rồi mình cũng cho vào đây là cỡ khoảng 2 đến 3 muỗng đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ vừa nấu các bạn vừa khuấy nha các bạn. Đó thì mình cũng tương tự là mình nấu như là mình nấu rau câu vậy đó ha. Mình cũng nấu khoảng 15 đến 20 phút nhưng mà mình sẽ tính từ lúc nước sôi nha. Rồi xương sa sau khi mà nấu xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cũng đổ nó ra nha. Ok ha, mình cũng chờ cho nó nguội nha, chờ cho nó nguội đi rồi mình cho nó vào trong ngăn mát cái tủ lạnh. Những cái này thì mình để nó tầm cỡ khoảng 1 đến 2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn nó sẽ ngon nha các bạn. Trời nóng nóng mà có được một ly xương sa, xương sâm, xương sáo ăn thì còn gì bằng nữa đúng không? Cái xương sa này nè các bạn có thể thay nước lọc bằng nước dừa nha, nó ăn nó ngon hơn á, nó thơm hơn. Đó thì ngoài cái xương sa, xương sâm, xương sáo ra thì bữa trước Cường Khích cũng đã có video chia sẻ với các bạn cách nấu su xoa rồi. Su xoa cũng là một cái loại thạch nấu từ trong biển á các bạn. Ăn nó rất là mát luôn, đặc biệt là những ai đang bị nóng trong người thì mình nấu su xoa mình ăn rất là mát. Bạn nào mà chưa xem video cách nấu su xoa thì để lại bình luận bên dưới video nha. Đó là một cái món đặc sản của những cái tỉnh miền Trung như là Quảng Ngãi, Bình Định nè, Phú Yên đó các bạn, su xoa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một ly nước sạch nha, mình cho hết cái phần hạt é vào đây. Các bạn khuấy đều lên, mình ngâm nó cỡ khoảng 15-20 phút nha các bạn. Còn cái hạt chia thì mình sẽ ngâm trong nước ấm thì nó nở nhanh hơn, ngâm nước lạnh cũng được, nhưng mà nó nở lâu ha. Nha, đây là hạt chia nè, mình cho nó cỡ khoảng 5 đến 6 gram hạt chia. Nếu mà mình để nước lạnh như thế này thì nó sẽ mất khoảng 15-20 phút nha các bạn. Còn nếu mà nước ấm thì nó mất cỡ khoảng 5 đến 7 phút thôi là bắt đầu hạt chia mình nó nở ra rồi, là mình có thể sử dụng được nha. Hạt chia cũng tương tự như là hạt é vậy đó, mình không có nấu ha các bạn nha. Hai cái loại hạt này không có nấu, chỉ cần ngâm rồi mình ăn thôi. Ok ha, để đây cho hai hạt này nó nở ra. Rồi bây giờ sau khi mà xương sâm, xương sa, xương sáo mình đông rồi đó các bạn, thì bây giờ mình chuẩn bị để mình ăn ha. Đây mình sẽ đổ bỏ toàn bộ cái phần nước mình đã ngâm hạt é và hạt chia ra nha, mình lấy cái phần hạt thôi. Về cái nước đường á thì các bạn nấu khoảng 100g đường phèn với lại cỡ khoảng 300-400ml nước nha các bạn, là mình ăn thôi. Hoặc là mình cho đường trực tiếp vào trong ly luôn cũng được, tại vì cái bước đó không quan trọng lắm nên là mình không có quay ha.
đó các bạn thấy không, hạt chia với lại hạt é nhìn nó cũng gần giống như nhau nha các bạn, nên là các bạn dùng hạt nào cũng được hết, hạt nào thì ăn nó cũng ngon, nó cũng mát hết. Nhưng mà hạt chia thì nhiều bạn nói có nó có thêm công dụng là giảm cân nữa. Rồi ok ha, mình lọc cho nó hết cái phần nước đi nha, mình lấy cái phần hạt thôi. Đây thì đây là cái nồi nước đường mình đã nấu nè các bạn ha, nấu xong rồi để cho nó nguội nha. Bây giờ mình cho hết cái phần hạt chia và hạt é vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra ha. Đây ha, khi mà ăn á thì các bạn cứ cắt nó ra thành những cái cục nó vuông vuông á các bạn. Vuông vuông hay dài dài gì cũng được hết, tùy các bạn thôi. Mình cắt ra như vậy lát mình trộn vô cái nước đường á, nó sẽ thấm hơn ha. Đó, khi mà ăn thì mình cũng sẽ cắt ra. Rồi thì đây là cái thau xương sâm ha các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ cắt ra. Cắt ra xong rồi thì các bạn cho hết nó vào trong một cái thau như thế này nha, rồi mình cho nước đường vào. Rồi sau cùng thì mình sẽ múc cái nước hạt é, hạt chia và nước đường đó các bạn cho vào nha, rồi mình thêm đá viên nữa là xong nè. Mời các bạn nha, xương sa, xương sâm, xương sáo. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm xương sa, xương sâm, xương sáo. Hy vọng rằng là các bạn cho thích món ăn vặt giải nhiệt này nha. Nếu như mà các bạn thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.